Bà ơi, bà biết không là cô Xuân Lan ở bên Mỹ á bà. Tại dạ cô Xuân Lan á là cô tuổi Canh Tý. Năm nay cô Xuân Lan chỉ có mới 60 tuổi thôi. Và bởi vì vậy cô Xuân Lan á cũng mới mất mẹ thưa bà. Cô Xuân Lan cũng mới mất mẹ. Cả cuộc đời á cô Xuân Lan á thưa bà thương mẹ nhiều lắm. Cái gì cũng mẹ mẹ hết, những ngày cuối đời á hay là những ngày mà chăm sóc mẹ á thưa bà, cô Xuân Lan dành hết tình cảm thương cho mẹ. Sáng nào á cũng quậy cà phê cho mẹ uống, rồi nấu đồ ăn, làm đồ ăn cho mẹ ăn thưa bà. Nên cô Xuân Lan thương thương mẹ cô Xuân Lan rất là nhiều. Khi mà cái duyên lành á con đến á, con quay bà đó bà. Con quay bà thì hình ảnh mẹ của mẹ cô Xuân Lan á lại hiện giống hệt y như bà. Mẹ cô Xuân Lan cũng mập mập giống bà, rồi không có tóc như vậy nữa bà. Rồi dạ bởi vì vậy mà cô Xuân Lan khi mà thấy được hình ảnh của bà hiện lên trên trang nhà của con quay thì cô Xuân Lan đã cảm động và thấy được hình ảnh của mẹ nên cô Xuân Lan rất là thương bà. Rồi cô Xuân Lan có nghe bà kể cái câu chuyện là bà lụm mẹ hiền Quan Thế Âm nè, mấy tượng này nè bà. Đó cô Xuân Lan cảm động hơn nữa, thương bà nữa tại vì bà lụm mấy tượng mẹ về bà thờ thì chính là cái lòng tình thương của bà đó. Bà lụm tượng mẹ Quan Âm mấy tượng ở bên ngoài về, bởi vì vậy mà chắc có lẽ rằng là mẹ hiền Quan Thế Âm đã độ cho bà, xoay chuyển để cho cô Xuân Lan được gặp bà, dành hết tình yêu thương cho bà đó bà. Bởi vì vậy cô Xuân Lan nói á, là cô Xuân Lan chỉ là đau cái chân thôi. Cô Xuân Lan rất là khỏe nhưng mà cái chân của cô Xuân Lan thì nó bị nhức thưa bà, khi mà tuổi đã 60 tuổi á nên nhức chân. Đó, bởi vì vậy cô Xuân Lan tâm sự như vậy, dành tình thương cho bà. Cũng nhờ mẹ hiền Quan Thế Âm xoay chuyển mà cô Xuân Lan được biết bà và hình ảnh của mẹ lại hiện về. Cô Xuân Lan rất là xúc động đã dành tình thương cho bà. Là câu chuyện là như thế đó đó bà. Dạ. Con mẹ là hồi nào tới giờ á thì mình á không có biết là mẹ chung Dạ. mà con chung. Giờ hiện nay á là mẹ đã biết con biết mẹ thì mẹ con cảm ơn con, mà chân cẳng con đau như thế nào con thuốc men con mần đi đứng thường được như mẹ không, hay là con ngồi mà có người làm thôi. Mẹ con cảm ơn con, cầu chúc cho con khỏe mạnh khỏe, trong gia đình được vui vẻ. Còn á, người mẹ đã qua rồi thì người có thì khó kiếm, người mất á, không kiếm được đâu con. Thôi con cũng đừng có buồn nữa, mẹ mình cũng lo rồi. Con cũng cảm ơn con á, mẹ con mà vú cảm ơn á. Thì sao con nó cũng cảm ơn Xuân Lan, cảm ơn chồng con và cháu ngoại luôn á. Con không biết mấy đứa con cũng mà cũng không Dạ. biết. Thì Dạ. cảm ơn hết, cầu chúc hết cho khỏe khoắn con cái mừng ăn phát tài phát đạt đi. Dạ. Có gì hết đâu nhờ mẹ uy nghi. Rồi. Thì nói ngay thì gặp từ ngày mà gặp Út á, chuyến này nữa là chuyến thứ tư, thì nói ngay cũng khiến xây chuyển cho vú gặp thiệt gặp Xuân Lan là giúp đỡ cho vui vẻ gia đình của mẹ, giàu không không nuôi không đẻ mà bây giờ cái tiếng thì cũng là mẹ rồi. Thì cảm ơn Xuân Lan, vui vẻ đi, mẹ cũng khỏe chứ không có cái gì hết, mà lâu lâu ở nhà nhớ Út à. Tại Út á, Út đi vô nhà tôi giờ tôi biết tôi mới nhớ, nằm em buồn ở nhà sắm gì
từ cái chuông, chuông ở nhà, chuông mỏ có, bây giờ nó giấu ở chỗ nào không biết. Có hết á, mà rồi đến đầu mà bây giờ còn một cái nữa mà chưa có làm được, người ta có nữa. Hồi xưa đi đứng được thì nó ngay Xuân Lan ơi, vũ có đủ hết á. Mà rồi người ta mai táng, người ta không có, mình cho người ta mượn luôn mất hết rồi. Dạ. Yeah. Cái gì kinh á. Dạ. Yeah. Tao băng á. Dạ. Chứ hồi xưa đi đứng được thì mần đủ hết á. Cảm ơn Út. Dạ. Yeah. Cảm ơn con. Là con dẫn đường cho vú mới biết. Chứ yeah. Còn không dẫn đường vú đâu có biết Xuân Lan. Yeah. Mà Xuân Lan cũng đâu có biết vú. Dạ. À, cũng cảm ơn Út nha, gặp may mắn á. Dạ, dạ. Thì cô Xuân Lan thì ngày hôm nay con có đến thì bà cô Xuân Lan nghe bà lụm mấy tượng Phật rồi rồi hình Phật đó thì bà cho con hỏi nha nè, ngày hôm nay bà đem ra nè, bà kể cho con nghe đi bà. Bà kể từng bức bức hành hình hay là gì đi bà. Dạ. Đi đem đi người ta, ví dụ người ta bỏ người ta quăng cái mình đi mình thấy mình lượm mình đem về. Dạ. Yeah. Mà bây giờ bị gì cái nhà này nó hẹp quá không có đủ dán. Dạ. Yeah. Chỉ trèo leo không được chứ dán ở vách này cũng được. Dạ. Yeah. Mất hết những cái tượng rồi. Dạ. Yeah. Giờ còn đây có 4-5 cái à. Dạ. Yeah. Mấy cái này là bà lượm hết á ha bà. Mấy này. Dạ. Yeah. Không có tiền mua, thấy thì hồi ở bển đem lấy bay câu về đây thấy mình có lên tới chỗ. Dạ. Thấy bức tượng bằng đá thiệt. Dạ. Mà mình không có tiền mua, người ta không có tiền ta mua, mình đâu có mừng mua. Dạ. Cái người ta đi người ta đánh rơi cái mình lộn. Dạ. Dạ. Mình đó. Lộn mình cũng có Phật vậy. Dạ. Anh ơi. Dạ. Đây vú rồi. Tu thì không có tránh. Mà pháp danh thì cũng vẫn có. Dạ. Mà rồi cái kinh kệ thì không có rành luôn. Dạ. Với phần bây giờ bỏ mấy chục năm nay rồi. Dạ. Không có nhớ được hết. Rồi giờ con mắt yếu nữa. Đâu. Dạ. Thấy đường mà dồn rõ được kinh kệ gì được. Dạ. Chỉ là đốt nhang niệm Phật đó thôi. Dạ. Giờ không có cái gì nữa đó. Dạ. Thì bữa đó đó con có đem chuông lại cho bà. Khi mà con quay á, thì bà quánh, bà gõ từ ở trên xuống á, nên cái chuông nó chưa thanh, thì bà có thể gõ lại để cho cô Xuân Lan hay quý vị khán giả nghe, coi thấy là được không bà? À, vậy bà có thể gõ lại cho cô Xuân Lan, quý vị khán giả nghe lại ha bà? Dạ. Tiếng gõ chuông á, dạ. Đốt nhang á, thì sáng á, thì mình đưa đi chỉ có 3 tiếng thôi. Vậy ha, dạ. Còn chiều á, mình thỉnh về là phải 9 tiếng. À, dạ. Mấy bà mới ôm về, về kịp. Dạ. Chứ bà đâu có phải ở chỗ. Dạ. Dạ rồi. Bà sẽ gọi lại nha, gọi lại cho quý vị khán giả nghe. Rồi cho cô Xuân Lan nghe. Dạ. Xin mẹ cho con gọi, xin cho người cần biết tiếng của mẹ. Nè. Nam mô mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Dạ. Rồi cô Xuân Lan sẽ được nghe bà gõ tiếng chuông thanh thoát nghe bà. Dạ. Còn một bức tượng nữa, dạ, còn một bức nữa ha bà. Còn một tượng nữa, quả cha quả mẹ. Dạ. Không biết lạc ở đâu không biết. Dạ. Cũng nổi ở đây mà không biết lạc chỗ nào. Dạ. Không có tạm biệt à. Dạ. Xuân Lan vui ha, Xuân Lan. Dạ. Xuân Lan sáng ăn gì chưa? Dạ, cô Xuân Lan sẽ thấy bà. Dạ. Ăn cơm sáng chưa, ăn áo tiêu. Dạ. Bà già thì đầu rồi đó, cha cháu gói. Dạ. Cũng cầu chúc cho Xuân Lan ha,
khỏe mạnh, kinh cẩn cho hết đau, ơn trên chuyển cho Xuân Lan bệnh tật đi tiêu trừ hết đi. Là mẹ nghe được mẹ mừng thôi. Dạ. Yeah. Mẹ cũng không biết làm sao. Dạ. Yeah. Giờ nghe đau cũng phải ráng mà. Dạ. Yeah. Ráng nghe chứ còn không có làm gì được mà giúp được cái gì vậy. Dạ. Ơn Út á. Út hướng dẫn thành ra hai người mới biết biết bằng trong tiếng nói không. Dạ. Yeah. Chứ còn chưa có thấy là hình bóng. Dạ. Yeah. Cảm ơn Út nhiều. Dạ. Yeah. Bởi vì vậy con quay thì cô Xuân Lan sẽ thấy bà. Thì ngày hôm nay con có đến đây con trò chuyện với bà. Rồi vậy con xin phép bà, con chào bà, con về nha bà. Rồi, cảm ơn, cậu chúc Út đi khỏe khoắn nha. Dạ rồi con chào bà.